Đức tổng giám mục Carlo Maria Vicano ngài nói rằng chúng ta muốn Chúa Kitô ngự trị và chúng ta tuyên bố điều đó với niềm tự hào. Chúa Kitô là vua. Ứng cử viên Donald Trump mặc dù chắc chắn có một số quan điểm chỉ trích nghiêm trọng mà một người công giáo không thể đồng ý. Nhưng đối với chúng ta, những người tín hữu của Mỹ, người công giáo thân mến, trong thời điểm lịch sử cụ thể này đại diện cho sự lựa chọn khả thi duy nhất để chống lại cuộc đảo chính toàn cầu mà phe cánh tả thức tỉnh sắp thực hiện một cách dứt khoát không thể sửa chữa được và gây ra thiệt hại không thể tính toán được cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi tuyên bố rằng Chúa Kitô là vua và điều này có nghĩa là Chúa chúng ta phải trở lại để trị vì và cách đầu tiên để Ngài trị vì là tuân theo luật thánh của Ngài và sống trong ân sủng của Ngài. Hãy để Chúa Kitô chỉ vì trong trái tim của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta và trên toàn bộ Hoa Kỳ. Đây là cách duy nhất để có hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng cho quốc gia của các bạn. Trong lá thư của Ngài, Ngài gửi đến toàn thể người công giáo của Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vicano, Ngài nói ở nước Mỹ của Donald Trump, Mọi người công giáo đều có thể thực hành đức tin của mình và giáo dục con cái của họ theo đức tin đó mà không bị nhà nước can thiệp. Mặt khác, chúng ta có một ứng cử viên và đảng phái đang thúc đẩy mọi thứ chống lại đức tin và đạo đức của giáo hội công giáo. Đức tổng giám mục Carlo Maria Vicano, ngài là cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, ngài kêu gọi người công giáo của Mỹ hãy bỏ phiếu cho Donald Trump có nghĩa là kiên quyết tránh xa quan điểm chống công giáo chống Kitô giáo và chống nhân loại về mặt xã hội, đó là việc ngăn chặn những kẻ muốn tạo ra một địa ngục loạn lạc tệ hơn cả cái mà George Orwell đã công bố. Và nó cũng có nghĩa là đừng quên hãy tin tưởng để Tổng thống Trump biết rằng cuộc bỏ phiếu đông đảo của người Công giáo và Kitô giáo đã đưa ông trở lại tòa bạch ốc phải là tiền đề của một cam kết quyết liệt hơn để bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi tự nhiên là cái chết, để bảo vệ gia đình truyền thống

To debunk the infamous Pizzagate affair. That is the network, filthy complicity and horrendous crimes against minors that revolves around the international deep state. We have learned that certainly Jeffrey Epstein and most likely Ghislaine Maxwell các cha của hội đồng giáo sĩ công giáo ở tại úc đã lên tiếng để nói rõ về những quan điểm của giáo hội đầu tiên là kế hoạch sáng tạo của thiên chúa ngay từ đầu là hoạt động tình dục của con người phải diễn ra trong khuôn khổ của hôn nhân được đặc trưng bởi sự bổ sung giữa hai giới lòng chung thủy trọn đời và sự cởi mở đầy hiệu quả với món quà là con cái của mình chỉ có nam và con nữ. Thứ hai là những hành vi tình dục ngoài giao ước hôn nhân giữa những người khác giới hoặc cùng giới không phù hợp với kế hoạch của đấng tạo hóa. Ngoài ra những hành vi tình dục giữa những người cùng giới về bản chất là vô trật tự và trái với luật tự nhiên. Điều thứ ba là mọi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Các ngục tử của giáo hội phải luôn luôn thương xót những người cách xa Thiên Chúa và đồng hành với họ trong đức ái chân thành. Họ cũng phải luôn luôn sẵn lòng cầu nguyện cho tất cả mọi người và đặc biệt là cầu nguyện với và cho những người thực sự tìm cách khám phá và tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Tương tự như vậy, các mục tử phải dâng lễ đền tội để họ được hoán cải. Điều thứ tư là sự chăm sóc mục vụ và tâm linh đích thực không bao giờ có thể tách rời khỏi sự trình bày cách rõ ràng về kế hoạch của Thiên Chúa đối với tình dục và hôn nhân của con người vì kế hoạch này Mặc dù một số người thấy khó chấp nhận nhưng lại là điều cần thiết cho sự phát triển của con người và do đó là một món quà chứ không phải là một gánh nặng. Điều thứ năm các linh mục được thụ phong là những thừa tác viên của các phước lành của Thiên Chúa ban cho để thánh hóa con người và xây dựng tất cả những gì chân thật, tốt lành và đẹp đẽ trong cuộc sống con người. Trong khi những con người tội lỗi tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa là những người nhận được các phước lành đích thực của Thiên Chúa thì những phước lành như vậy theo bản chất của họ được sắp xếp để hiệp thông với Thiên Chúa để hoán cải và thánh hóa và do đó không bao giờ có thể được ban cho các hành vi tội lỗi cũng như không hợp thức hóa các mối quan hệ vốn không tương thích với kế hoạch của Thiên Chúa. Điều thứ sáu, mọi con người đều được kêu gọi hoán cải và nên thánh. Phước lành lớn nhất mà một con người có thể nhận được là ân sủng đáp lại lệnh truyền đầu tiên của chính Chúa Jesus Kitô Hãy ăn năn và tin vào tin mừng. Thánh Sở Marco chương 1 câu 14 Khi đưa ra những bình luận này, Ban chấp hành quốc gia của ACCC bày tỏ sự đồng tình với các hiệp hội giáo sĩ công giáo ở tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cả hai đều đã đưa ra tuyên bố riêng của mình. Điều tóm lại là giáo hội công giáo đã nói rõ và giáo huấn của giáo hội đã chỉ dạy rõ ràng cho chúng ta. Và ngay trong lời Chúa trong quyển kinh Thánh đã nói rõ Thiên Chúa tạo dựng con người có nam và có nữ. Và những câu chuyện lịch sử vẫn còn đó, câu chuyện đồng tính lên ái tràn lan ở thành Sodom và Gomorrah đã bị lửa từ trời xuống thiêu đốt và hủy diệt thành đó. Và Thiên Chúa chỉ dạy chúng ta những điều răn rất căn bản trong 10 điều răn, những điều rất cụ thể là chớ giết người. Và chỉ thờ Thiên Chúa duy nhất, không thờ thần nào khác. Sau ba điều răn đầu tiên trong 10 điều răn của Thiên Chúa, đặc biệt dành cho Thiên Chúa thì kế tiếp đó là điều răn thứ tư là dành cho con người, khi con người dùng thảo hiếu đối với cha mẹ với bậc sinh thành của mình. Giáo huấn của Giáo hội và Kinh Thánh đã chỉ dạy rõ cho chúng ta việc sống đồng tính hay cổ vũ việc đồng tính một cách gián tiếp hay trực tiếp đó là tội lỗi. Đó là điều đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa với lời của thiên chúa ngay trong quyển kinh thánh và bài học cho nhân loại của chúng ta vẫn còn ở đó trong quyển kinh thánh nơi là kho tàng khôn ngoan của nhân loại đã tồn tại cả trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại và những câu chuyện lịch sử và những nhân vật lịch sử và không chỉ là một con người mà là thiên chúa đã xuống thế làm người một vị duy nhất là Kitô đấng có thể làm phép lạ và đặc biệt đấng có thể cho người chết sống lại từ trong mồ dù đã chết đến 4 ngày. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài chính Ngài cũng đã chết và đã tự phục sinh. Đây không phải là những câu chuyện được theo dệt và đó là những câu chuyện lịch sử đã được các nhà khoa học đã chứng minh một cách hiển nhiên. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng